Chào mừng các bạn đã đến với channel Top Hacker. Chắc hẳn một số bạn đã nghe qua trên thế giới hiện nay có một số khu vực bất khả xâm phạm. Những khu vực này được canh gác, bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt, không phải ai cũng có thể tiếp cận. Clip này Top Hacker sẽ đề cập đến 5 khu vực bí ẩn và bất khả xâm phạm trên thế giới hiện nay. 5. Không lực 1 Không lực 1 là chuyên cơ chở Tổng thống Mỹ là một trong những khu vực bất khả xâm phạm, được bảo vệ nghiêm ngặt nhất thế giới không quân Mỹ, lực lượng mật vụ, chuyên gia chất nổ, chó nghiệp vụ và lực lượng bảo vệ đặc biệt có vũ trang của không lực một thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh. Chuyên cơ của Tổng thống Mỹ còn có khả năng phòng thủ cao nhờ các thiết bị chống tên lửa gắn kèm, làm nhiều radar và triển khai tên lửa có thể phát hiện phóng xạ hồng ngoại từ nhiệt. 4. Ngân hàng dự trữ liên bang New York Kho chứa vàng của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York nằm ở độ sâu hơn 80 mét so với mặt đường, là một địa điểm tuyệt mật được chính phủ Mỹ bảo vệ nghiêm ngặt. Đây là nơi cất giữ lượng lớn vàng và tiền, do vậy, hầm vàng được đảm bảo an ninh nghiêm ngặt và toàn diện. Lối duy nhất dẫn vào kho chứa vàng là cánh cửa thép 90 tấn, chúng nằm trong hộp thép và bê tông có trọng lượng 140 tấn. 3. Tổ hợp núi Cheyenne Tổ hợp núi Cheyenne thuộc bang Colorado. Mỹ là một căn cứ ngầm tuyệt mật được xây dựng từ thời chiến tranh lạnh. Nơi này được thiết kế đảm bảo tuyệt đối an toàn, tránh mọi ảnh hưởng, tác động của các vụ tấn công từ bên ngoài. Trung tâm chỉ huy được thiết kế hai cánh cửa có khả năng phòng chống bom đạn nặng khoảng 25 tấn để thông với bên ngoài và sử dụng đá hoa cương cực trắng để xây hầm ngầm. Chính vì vậy, nó có khả năng chịu được vụ nổ hạt nhân 30 megaton. 2. Văn khố bí mật Vatican Văn khố bí mật Vatican hay còn gọi thư viện bí mật ở Vatican là một trong những địa điểm bí mật nhất hành tinh. Bên trong thư viện bí mật ở Vatican có kệ sách với chiều dài lên tới 84 km, chứa các loại sách thuộc 35.000 chủ đề khác nhau được lưu trữ trong nhiều thế kỷ. Địa điểm tuyệt mật này được tách rời khỏi thư viện Vatican từ thế kỷ 17, nhằm hạn chế các nhà nghiên cứu tiếp cận các tài liệu mật trong kho cho đến năm 1881. Rất ít người được phép ra vào văn khố bí mật Vatican. Nơi đây được bảo vệ nghiêm ngặt gồm đội ngũ an ninh cùng những thiết bị bảo đảm an ninh vô cùng hiện đại. Một hầm hạt giống ngày tận thế Hầm hạt giống ngày tận thế là địa điểm tuyệt mật trên thế giới. Nằm trên đảo Bích Na Uy, hầm hạt giống này cất giữ hơn 250 triệu loại hạt giống. Nơi đây được bảo vệ vô cùng cẩn mật, không ai có thể tiếp cận nơi này. Ngay cả khi lớp băng tan cũng không thể thẩm thấu vào bên trong hầm hạt giống này để có thể đe dọa đến các mầm sống bên trong. Thêm vào đó, hồng hạt giống ngày tận thế còn có lực lượng bảo vệ có vũ trang để ngăn chặn những kẻ đột nhập.